Và sau này có duyên với thầy chứ. Nhưng mà thầy không phát nguyện thì thôi chứ. Ở đời ai cũng phát nguyện lấy vợ sinh sống, là có ai phát nguyện tu thành chính đẳng giác đâu. Bởi vì nếu mà mình mà phát nguyện như thế là chư thiên với quỷ thiền thần ấy là sẽ hộ trì đúng không? Họ biết họ hộ trì, chư Phật, chư Huyền Thánh, chư Bồ Tát đều hộ trì hết ấy. Vâng. Đều hộ trì, mình thực hành thì họ mới hộ trì nữa. Chứ nếu mà mỗi lý thuyết không thực hành thì cũng không. Cũng khó hộ trì thầy nhỉ? Không nói được, họ biết hết ấy, không làm á. Họ còn bói toán hơn cả những cái vị ở đời ấy, họ có thần lực, họ biết quá khứ, vị lai của mình mà. Nên là mình phân tâm là mình làm thực hành. Giống như những cái người đó mà họ hỏi đấy là sao không quay đến đây, chả cần thiết quay. Ông tin hay không quyền của ông tin cũng thế, tin cũng thế. Vâng. Mình chả cần, tại vì con chả cả cần nổi tiếng, chả cần like, chả cần gì hết ấy. Vâng, mà nổi tiếng cũng chả ảnh hưởng đúng không? Nổi tiếng cũng không ảnh hưởng con, mà không nổi tiếng cũng chả ảnh hưởng gì con hết ấy. Vâng. Con đâu cần like, chẹt gì đâu, con đâu cần idol đâu. Vâng. Idol đâm ra ôm cả nước mệt nữa, đi khỏe lung tung, idol rồi nói khản cả cổ nữa. Mình nói thẳng với họ như thế. Vâng. Hữu duyên thì như thế, còn không thôi.